Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn lệnh slot. Lệnh slot dùng để tạo các biên dạng phức tạp bằng cách là ta nối liền các cái tiết diện cắt ngang đó, như này để ra được cái chi tiết như này. Hoặc là ví dụ tôi có hai tiết diện tròn với tiết diện vuông ở đây đó, tôi sẽ nối hai tiết diện này theo một cái đường cong nào đó, theo được đường dẫn cong nào đó thì nó ra hình này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn trên phần mềm SolidWorks đây. Các bạn mở phần mềm trên SolidWorks và new cho tôi một cái path mới. Cái path mới vô sketch nè, sketch nè, trên mặt phần lên nè đó. Thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn chọn lệnh vẽ hình chủ nhật nè ha. Các bạn nhớ là chọn cái center rectangle nha đó, lít vô tầm này kéo ra. Tôi coi như cái mặt này mặt đấy, tôi ghi kích thước nè, dưới mặt này là 50, cái cạnh này 50, cái cạnh này 50. Tôi sẽ vẽ một cái hình vuông rồi tôi finish nó đi đó, thì được cái sketch này. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái mặt phẳng chuẩn mới vô feature này các bạn, vô reference geometry, vô plane nè, bấm vô mũi tên này, ta coi mặt phần lên nè, lít vô mặt phần lên này đó, ta thấy nè, thì cái mặc định của nó là nó tạo một mặt phẳng chuẩn song song với mặt phân lên, cách mặt phân lên ra một đoạn nào đó, ở đây cụ thể là 10 nè. Bây giờ tôi sẽ cho cách ra 25 đi, enter nè đó, ok đó. Xong tôi tạo một cái sketch trên mặt plane 1 vừa mới tạo ra nè, rectangle nè đó, quay vuông góc vô nè đó. Tôi sẽ vẽ cái hình lục giác điều này với cái đường tròn là phi 30 ha. Đây tôi sẽ chọn cái lục giác nè đó, sáu cạnh nè, lít vô đây kéo ra, lít nè, ghi kích thước là đẹp em phải đẩy lên, ghi kích thước cho cái đường tròn nối tiếp cái lục giác này nè là 30, enter nè. Bây giờ rồi tôi finish cái sketch này đó, các bạn xem đó, tôi được cái tiết diện thứ hai. Bây giờ tôi tạo thêm một cái mặt phẳng chuẩn nữa ha, vô feature nè, vô geometry nè, vô plane nè, tôi chọn cái mặt số 1 nè đó, cách mặt số 1 này là 25 luôn, ok đó. Sau đó tôi vô thẻ sketch nè, tôi resket trên cái mặt số 2 này ha. Thấy các bạn thấy cái hệ chụp ở đầu đỏ đỏ đây, nằm đúng này, đúng rồi, mình sẽ quay vuông góc vô kênh trên số 8. Rồi tôi sẽ vẽ một cái đường tròn đồng tâm đây. Đó, đây thì đường tròn này để tôi coi cái đường kính là phi 40 ha. Rồi, tôi ghi kích thước để bên phải đẩy lên nè, đặt vô đường tròn này, đường tròn này phi 40, nhập 40 vô, enter rồi finish cái kết này luôn đó. Như vậy là tôi sẽ có ba cái tiết diện ha, tiết diện đáy dưới là hình vuông 50 50 nè, tiết diện kế tiếp là nằm trên len một này nè, là một cái hình lục giác nè, và tiết diện trên cùng là hình nằm trên cái mặt len 2 này ha, làm cái đường tròn đó. Bây giờ tôi sẽ dùng cái lệnh, các bạn qua thẻ feature này, dùng cái lệnh load box nè, load nè, lịch chọn cạnh thứ nhất nè, lịch chọn cạnh thứ hai nè, đây và lịch chọn cạnh thứ ba nè đó. Các bạn lưu ý là khi mình lít á thì mình nên lít những cái cạnh nó gần gần nhau. Đây ví dụ cạnh này thì mình lít cạnh này thì nó sẽ cái điểm này nè, nó sẽ di chuyển hay nó uốn, gọi là cái điểm nó bị uốn đi. Ví dụ mình lít tròn qua đây đó, lít tròn một lần nữa nó bỏ, lít tròn lại nó lấy đây à. Và tùy nha các bạn, nhất là nó theo thứ tự nè, ví dụ mình di chuyển lên lên nè, thấy chưa, di chuyển xuống nè đó, tức là nó này là tiết diện thứ nhất qua tiết diện thứ hai xuống tiết diện thứ ba này, không đúng thì mình sẽ dùng cái dấu mũi tên này để di chuyển nè. Ví dụ cái tiết diện số 2 sẽ nằm giữa tiết diện số 1 và số 3 thì ta đẩy lên nè đó, thấy chưa, rồi ok đó, các bạn thấy không, nó ra những cái hình rất là phức tạp nha. Sau đó các bạn có thể bấm phím phải vô những cái mặt này để ẩn nó đi, bấm phím phải này chọn hai nè đó, ok đó. Bây giờ ta qua cái bài tập số 2. Bài tập này đó, tôi sẽ tạo hai cái tiết diện ha. Một cái tiết diện đầu tiên á là mặt đáy này đi, mặt đáy này trước nè, là hình vuông 50 50
cách cái góc tọa độ này là 70 tới tâm này. Đây các bạn new cho tôi một cái bảng giờ mới nha, new nè. New cái path mới nè. Ok nè. Đó. Bạn vô sketch nè, reset nè. Vô tôi reset trên mặt phần lên trước nha. Rồi. Tôi vẽ cái hình vuông nè. Lít đây, kéo ra. Rồi, ghi kích thước nè. Cái này là 50. Đó, cạnh này 50, cạnh này cũng 50. Đó, và kích thước từ tâm của hình vuông này đến này là 70. Đó. Finish thằng này đi. Finish cái kết này luôn. Đó, thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ tạo một cái sketch mới. Đó. Nằm ở cái mặt mà vuông góc với cái mặt dự tạo à. Đây, mặt top à, mặt top như các bạn. Rồi, tôi cần trên số 8 để nó quay vuông góc vô. À, tôi sẽ vẽ đường tròn các bạn. Đây, các bạn giống lên đây. Lít đây, kéo ra. Đó. Thì cái đường tròn này đường kính là 30 và cách góc tọa độ là 70 ha. Đây, ghi kích thước nè. Này là 30 nè, phi 30 nè. Rồi, từ tâm này lên đây là 70. Ok nè. Đó, các bạn nhìn nè, quay đi nó thấy không? Ta có hai tiết diện này và tiết diện này nằm ở hai mặt sketch khác nhau. Ok. Finish nó đi. Đó, finish sketch đi. Rồi, xong tôi sẽ tạo thêm một cái sketch nằm ở cái mặt right ha, right lên. Đó, quay góc vô. Kênh trên số 8 nè. Đó, bây giờ tôi sẽ vẽ một cái cung. Đây các bạn chọn cho cung nha. Điểm này với điểm tâm này. Đó, đưa ra đó. Cái cung này bán kính nó là 70. Ok. Đó, rồi tôi finish nó luôn. Đây các bạn thấy nè, tôi có ba cái đối tượng. À, đối tượng thứ nhất là hình vuông, đối tượng thứ hai là hình tròn và đối tượng thứ ba là cái đường dẫn. Nó nằm ở ba sketch khác nhau đấy, các bạn thấy sketch 1, sketch 2 và sketch 3. Đó, sau đó tôi qua thẻ feature, tôi dùng lệnh slot nè. À, slot spot nè. Đây. Tôi chọn vô cái đối tượng thứ nhất. Chọn vô cái mặt sketch thứ hai. Đó, các bạn thấy nó uống gì không? Rồi. Các bạn sẽ kéo xuống. Các bạn vô cái centerline parameter này bấm ra. Đấy, EO này các bạn chọn vô cái đường dẫn này, đường đường tâm này nè. Đó, thấy chưa? Ok thứ hai. Đó, thấy chưa? Rồi, các bạn chỉnh sửa lại nè. Để phím phải bấm vô edit feature. Đó, các bạn lưu ý là khi mình lít chọn á, ví dụ mình thấy cái nút màu xanh đây á, à, thì mình lít chọn lại cái cạnh này. Đó, lít chọn lại thì cái đường mình lít chọn cũng nên nằm về phía đó. À, thấy chưa? Cái nút màu xanh này nó nối với nút màu xanh này, nó cầm nên nằm cùng một phía. Nãy tôi lít bên đây á thì nó sẽ chạy qua đây, nó vặn cái hình của mình. Ok nè. Đó, các bạn thấy nó đẹp hơn không? Ít bị vặn hơn không? Đó. Rồi. Đó, như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cái lệnh slot. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Các bạn nhớ subscribe, like và share cái kênh của mình để đón nhận các clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.